Tin quan trộm cắp. Dạ thưa quan lớn, có Trần đại nhân tới thăm ạ. Ồ, vậy sao? Mau mời ông ta vào. Dạ. Chào Trần đại nhân. Vũ đại nhân hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ? Vâng, thi thoảng cũng phải thư giãn thảnh thơi một chút chứ ông. Hôm nay sang chơi, chắc ông lại có gì muốn chỉ giáo tôi hả? Có gì đâu. Chả là hôm qua tôi vừa được hoàng thượng ban thưởng một viên ngọc quý. Ồ, sao ông lại được thưởng vậy? Thì vì tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Viên ngọc đẹp quá, chúc mừng ông. Tôi mà đã làm thì chỉ có chuẩn. Tôi lẽ ra là phải được thăng cấp cao hơn mới đúng, chứ làm quan huyện thì thường quá. Thánh chỉ tới. Vũ Chung tiếp chỉ. Hoàng thượng có chỉ, xét thấy Vũ huyện lệnh từ khi nhậm chức đã có nhiều công lao trong vùng, nay trẫm ban thưởng cho Vũ huyện lệnh 3 viên ngọc quý để khích lệ tinh thần. Tạ ơn hoàng thượng. Vũ đại nhân, chúc mừng ông. Ồ, cảm ơn khâm sai đại nhân. Mời đại nhân vào nhà làm vài ly chúc mừng. Ấy thôi, để khi khác. Bây giờ tôi còn có công chuyện phải đi. Thôi, xin cáo từ. Vậy thì cũng không dám phiền đại nhân. Để tôi tiễn đại nhân ra cửa. Hắn cũng chỉ là quan huyện như mình, mà có tài giỏi gì hơn mình đâu cơ chứ. Vậy mà lại được ban thưởng những 3 viên ngọc. Thật là... Kìa, có chuyện gì mà ông cứ đần cả ra thế? Hôm nay phải ở lại đây ăn mừng với tôi đấy. Nào, đi thôi. À, rồi. Nào, uống đi. Hôm nay được hoàng thượng ban thưởng, vui quá ông ạ. Ôi, ông say rồi, nghỉ thôi. Vui gì chứ, có tài cán gì mà được thưởng nhiều hơn ta. Chà, hôm qua mình uống nhiều quá. Trời, quan ấn của ta đâu rồi? Quan ấn của ta, trời ơi, là quan ấn hoàng thượng ban cho ta. Mất nó coi như mất mạng. Nó không thể không cánh mà bay. Kẻ nào to gan dám ăn trộm quan ấn của mình, có kẻ muốn hại mình ư? Hôm qua chỉ có Trần Văn ở đây. Lẽ nào... Thôi đúng rồi, nhất định là hắn. Hắn khó chịu vì mình được thưởng nhiều hơn hắn đây mà. Thảo nào, hôm qua sắc mặt hắn không được tự nhiên. Nhưng không có bằng cớ, không làm gì hắn được. Làm mất quan ấn tội không hề nhỏ. Mình cũng phải giữ kín chuyện này đã. Phải làm thế nào đây? Ây da. Giờ này chắc Vũ Chung hẳn đang phát ốm lên vì lo. Sắp bị cách chức đến nơi rồi. Dạ, bẩm đại nhân, có thư của Vũ đại nhân ạ. À, chắc lại định nhờ vả gì mình đi mà. Hả? Mở tiệc mừng vì được thưởng ngọc, hắn không lo chuyện bị mất quan ấn sao? Mình phải đến xem thế nào mới được. Thưa các vị, hôm nay tôi mời các vị tới dự bữa tiệc mừng cho tôi vừa được hoàng thượng ban thưởng. Cháy! Bẩm đại nhân, dưới bếp đang có cháy lớn, sắp lan đến nhà rồi ạ. Cái gì cơ? Sắp cháy lên đến nhà ư? Trời ơi, cháy lên đến nhà rồi, mau chạy thôi. Quan ấn là vật rất quan trọng, ông giữ nó giúp tôi, ngày mai tôi sẽ xin lại. Tôi phải đi dập lửa cái đã. Thưa các vị hãy đi theo tôi thoát theo lối cửa ngách ạ. Được, đi thôi. Mau lấy nước, lấy thêm nước dập lửa đi. Dạ bẩm ông, Trần đại nhân cho người mang quan ấn trả ạ. Ừ. Cuối cùng thì mày cũng về với ta rồi. Thật là tức chết. Hôm qua mình mắc mưu hắn rồi, không trả ấn không được. Bao nhiêu người nhìn thấy hắn đưa mình hộp quan ấn, nhưng có ai biết là hộp không đâu. Trời ơi là trời.
giá ủng là bao nhiêu? Hôm nay Trần Tứ đến chơi, mình phải cho ông ta biết thế nào là gia thế phủ quan huyện Trương Tam. Đừng tưởng chỉ có mình là nho nhã sang trọng hơn người nhé. Bay đâu? Dạ, bẩm quan cho gọi con ạ. Hôm nay nhà ta có khách, các ngươi phải chuẩn bị tiệc hết sức linh đình cho ta. Bao nhiêu của ngon vật lạ mang trưng hết ra, rõ chưa? Dạ bẩm, con rõ rồi ạ. Người thấy ta thế nào? Dạ bẩm ông, hôm nay nhìn ông nho nhã sang trọng lắm ạ. Nhất là đôi ủng ông mới sắm đi cùng bộ y phục này, quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Đúng thế, càng nhìn càng thấy ta thật là sang trọng. Đã lâu lắm rồi ta mới quay lại huyện này, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Dân chúng nghèo vẫn hoàn nghèo. Đã nghe nói dinh thự quan huyện to rộng, nhưng thật không ngờ lại to lớn nhường này. Chào Trần đại nhân. Chẳng mấy khi rồng lại đến nhà tôm chơi. Thật là vinh dự cho tôi quá. Mời ông vào nhà. Bay đâu? Mau pha trà. Chuẩn bị rượu thịt mời Trần đại nhân. Nào, mời ngài. Đây là loại trà hảo hạng nhất ta được người Mạn bắt biếu đấy. Hiếm có lắm. Ồ, thật vinh dự cho tôi. Nhờ có chuyến thăm tới nhà ngài mới được thưởng thức thứ trà vừa quý vừa hiếm này. Chứ thường ngày tôi chỉ dùng trà nhà trồng được thôi. Đúng đấy. Hiếm lắm, quý lắm. Ngài không sao chứ? Ồ, không sao. Ơ, ngài cũng có đôi ủng này sao? Hóa ra là giống đôi ủng của ngài. Hai đôi ủng giống nhau. Chúng ta quả là tâm đầu ý hợp đấy, thưa ngài Trương Tam. Hừ, tên chủ tiệm giày nói, đây là giày theo thủ công hiếm có lắm. Vậy mà ông ta cũng có một đôi. Thật mất mặt. Đúng vậy, đúng vậy. Thật là tâm đầu ý hợp. Lần trước lên kinh thành, ta vào tiệm giày nổi tiếng nhất trên đó. Tay chủ nói, đây là đôi giày theo kỳ công nhất. Ta đã không tiếc bỏ ra khoản tiền lớn để mua. Ông ta có vẻ không được hài lòng khi mình cũng có một đôi ủng như vậy. Chắc lại tiếc tiền bỏ ra mua rồi đây. À, phải rồi. Ông nói đúng, ta cũng đã phải bỏ một khoản không nhỏ để mua đôi ủng này. 8 quan cơ đấy. Cái gì? 8 quan sao? Đúng, 8 quan. Tại sao hắn lại dám lấy của ta những 16 quan chứ? Hắn dám ăn chặn tiền của ta à? Ta sẽ không tha cho tên bán giày chết tiệt đó. Người đâu? Lôi tên bán giày đến đây cho ta. Dạ. Kìa, ngài Trương Tam, sao ngài lại giận dữ làm vậy? Tôi với ngài phẩm hàm ngang nhau. Vậy mà hắn bán cho ngài đôi giày ấy 8 quan, lại bán cho tôi những 16 quan. Hắn đáng tội chết lắm. Tôi phải... Ấy chết, ngài vội vàng quá. Tôi nói 8 quan là một chiếc giày thôi. 2 chiếc của tôi cũng là 16 quan đấy chứ. Hả? Sao? Chẳng ai dám ăn chặn tiền của ngài đâu. Tiếng bổn quan Trương Tam ai mà chẳng biết. Ngài là vị quan biết lo cho túi tiền của mình nhất mà tôi từng biết đó ngài Trương Tam. Giá như ngài cũng biết lo cho túi tiền của dân như vậy thì tốt biết mấy. Thưa đại nhân, người thợ đóng giày đã tới đây ạ. Đại nhân cho gọi tiểu nhân đến có việc gì vậy ạ? À, đôi ủng ngươi đóng cho ta đi rất vừa, rất đẹp. Vậy tốt quá, cảm ơn đại nhân đã có lời khen. Trương Tam đại nhân rất hài lòng với đôi giày của ngươi. Ngài ấy hứa sẽ ban thưởng cho ngươi 10 quan tiền nữa. Ờ, ta... tạ ơn đại nhân.
Người bán may mắn. Vé số đây. Vé số đây. Vé số đây. Ai mua vé số? Chú ơi, chú mua giùm con mấy tấm vé số đi chú. Nào, lui ra đi, ta đang bận. Cậu bé vé số, còn nhớ chị không? À, chị An, lâu rồi em không thấy chị qua đây chụp hình. Ừ, chị mới đi công tác về, hôm nay mới đi qua đây được. Chị mua vé số của em mấy lần rồi mà chưa may mắn lần nào nhỉ? Chị đoán chắc là sắp rồi đấy nhóc ạ. Mà nếu chị trúng số, em muốn chị tặng em cái gì? Chị tặng em thật sao? Tất nhiên, vì em bán may mắn cho chị cơ mà. Em là người bán may mắn ư? Đúng vậy, cậu bé ạ. Vé số đây. Ai vé số nào? Cho cô mua mấy tấm vé số đi cháu. Cháu cho cô mấy tấm vé số nha. Cô mua mấy vé ạ? Cho cô 5 vé. Dạ, 2.000 một vé. 5 vé là 10.000 cô ạ. Cháu cảm ơn cô. Mẹ ơi, vé số là gì vậy? Là thứ sẽ đem lại may mắn cho người ta con ạ. À, vậy thì anh ấy là người đi bán may mắn phải không mẹ? An à, con nói đúng lắm. Em ước gì mình có một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp ư? Má em hằng ngày phải gánh rau ra chợ để bán. Em ước có thể bán được nhiều vé số để mua được xe đạp cho má chở rau cho đỡ cực. Hằng ngày má gánh rau đi bộ, tối về sưng chân dữ lắm. Đó là ước mơ cho mẹ. Thế còn em thì sao? Em không có ước mơ nào cho mình à? Em đi bán vé số, chỉ có mỗi cái túi này nhẹ lắm, đi bao lâu cũng được, nên em không cần gì cả. Thực ra em có một ước muốn, nhưng em biết sẽ không bao giờ thành hiện thực cả. Đó là gì vậy? Nói cho chị nghe được không? Em thích được đi học, đi bán vé số chỉ có một mình. Còn đi học có bạn bè, chắc là vui lắm chị An nhỉ? Nữ nhà báo trẻ Thanh An đạt giải nhất cuộc thi báo ảnh toàn quốc với tấm hình Người bán may mắn. Ai vé số đây? Ai vé số đây? Chị tặng em. Trước tiên hãy mua một chiếc xe đạp cho mẹ em nhé. Còn nơi anh vừa đi khỏi thế nào? Ông ơi, ông đang vá xe hả ông? Ừ, cháu yêu của ông ngủ dậy rồi à. Sao không ở trong nhà? Ra đây nhiều bụi đường lắm. Cháu không ngại, cháu muốn ngồi đây xem ông sửa xe, nói chuyện với ông. Ừ, cháu ngồi xuống đây. Đi mãi mới có quán sửa xe, đúng là chết tiệt. Này ông! Ông sửa xe ở đây hả? Đúng thế. Sửa cho tôi chiếc xe này, nó bị thủng xăm rồi. Ông xem sửa cho nó cẩn thận đi nhé. Hôm nay tôi đã đủ xui xẻo lắm rồi. Làng này đường sá kiểu gì mà vừa đến đã bị thủng xăm rồi. Này ông, cho hỏi ở làng này người ta sống kiểu gì? Tôi đang định mua một căn nhà ở vùng này, nên tôi muốn biết ở đây người ta sống với nhau có dễ chịu không? À, tôi hiểu rồi. Thế nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao? Nơi ấy hả? Người ta sống với nhau chẳng ra gì, toàn những kẻ bần tiện, xấu tính. Anh biết không, nơi này cũng thế.
hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy. Vậy sao? Đúng là toàn những nơi quái quỷ, chẳng biết chuyển đi đâu cho dễ chịu chút đây. Đây, xe của anh sửa xong rồi. Chú vừa rồi có vẻ khó tính không nhỉ? Chào ông ạ. Ông ơi, nhà này là số 5. Vậy ngõ 5 ở đâu hả ông? Ồ, ngõ 5 ngay cạnh đây. Nhà ở đây đánh số lộn xộn lắm. Nhà tôi 5A. Cô chú qua 5B, 5C là đến ngõ 5 đấy. Ôi, may quá, có ông chỉ đường. Cảm ơn ông. Cô chú đến thăm ai thuộc ngõ 5 ạ? Ờ không, chúng cháu đến thăm một căn hộ định mua. Thế nơi này sống có tốt không ạ ông? Vậy nơi anh vừa đi khỏi thì thế nào? Dạ, ở đó mọi người sống thân thiện lắm, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Gia đình cháu không muốn phải rời xa chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây. Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm. Ở đây mọi người đều sống rất ôn hòa, không khí lại trong lành, an ninh cũng tốt lắm. Chào ông, cả nhà cháu đi đây ạ. Vòng tay chào ông đi con. Cháu chào ông, cháu đi ạ. Ừ, chào cháu nhé, cháu ngoan lắm. Ông ơi, tại sao họ cùng hỏi một câu mà ông lại trả lời khác nhau vậy? Cháu ạ, người ta dù có đi đâu, ở đâu, ai cũng có cách nhìn, có thái độ của mình với cuộc sống. Nếu cách nhìn tích cực sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp, còn cách nhìn tiêu cực, hoài nghi thì cuộc sống ở đâu cũng không tốt đẹp đâu cháu ạ. Vâng, giờ thì cháu hiểu rồi ạ. Chỉ cần sống thật tốt với tất cả mọi người thì cuộc sống dù đi đâu cũng tốt đẹp và ngược lại, đúng không ông? Đúng rồi cháu yêu, cháu ngoan lắm. Chồn con ham chơi. Dậy, dậy đi con. Vẫn còn sớm mà mẹ, sao mẹ gọi con dậy làm gì? Con đã lớn rồi, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ phải đi học, mau dậy chuẩn bị, mẹ sẽ đưa con đến trường. Hả? Đi học ư? Không, con không đi học đâu, con thích ở nhà chơi cơ. Đến lớp, con cũng sẽ được chơi cùng các bạn, hơn nữa, con được thầy giáo gấu dạy chữ cho. Không, con không chịu, con muốn ở nhà cơ. Không được. Nếu con không chịu đi học, mẹ sẽ đánh đòn đấy. Nhưng con buồn ngủ lắm, chắc con bị ốm rồi. Mẹ cho con ở nhà nốt hôm nay đi, ngày mai con sẽ đi học mà. Thôi được, ngày mai con nhất định phải đến lớp đấy. Vâng ạ. Chồn con, mau dậy đi học nào. Hả? Nó biết mình gọi dậy đi học nên trốn đi chơi từ lúc nào rồi. Hư quá đi mất. Không biết chồn con đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Mẹ ơi, con về rồi ạ. Con đi đâu mà giờ này mới về? Tại sao mẹ bảo con đi học mà con lại trốn đi chơi? Nhưng con không thích đi học, con ghét học, con chỉ muốn ở nhà thôi. Tại sao mẹ lại ép con làm những việc con không thích chứ? Con dám cãi lời mẹ sao? Con không biết, con sẽ không đi học. Còn với cái, sao nó lại bướng bỉnh thế hả trời? Nhím ơi, vào rừng bắt bướm với mình đi. Không được, mình còn phải đi học, bạn đi một mình đi. Đi học có gì hay chứ, đi chơi có phải sướng hơn không? Đã thế, mình sẽ đi một mình. Ai,
ngủ ngon quá đi mất. Về nhà ăn cơm thôi. Sao đi mãi mà không thấy đường ra nhỉ? Mình mãi đuổi theo con bướm nên bị lạc rồi. Hai tấm biển này có cái gì loằng ngoằng ở trên ấy nhỉ? Ở đây có hai hướng rẽ, đi lối nào thì về được rừng thông nhỉ? Chắc đây là biển chỉ đường. Ôi, mỗi mũi tên chỉ về một hướng, lại còn xanh với đỏ nữa chứ. Thôi thì cứ liều một phen, đi theo mũi tên màu đỏ này vậy. Trời ơi, đây là đâu? Sao càng đi càng thấy lạ thế này? Phải quay về đường cũ thôi, mình đi nhầm vào đường cấm rồi. Ôi, lại có hai cái biển loằng ngoằng mà lại cùng một màu, biết theo cái nào bây giờ? Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ ơi. Này cháu, sao cháu lại ngồi đây khóc thế? Cháu bị lạc đường ạ. Ở đây có biển chỉ dẫn mà, sao cháu không đọc mà tìm lối về? Đọc gì ạ? Đọc chữ chứ còn đọc gì nữa. Nhưng cháu không biết chữ, bác đưa cháu về nhà với ạ. Cháu không biết chữ ư? Bác thấy cháu cũng đến tuổi đi học rồi mà, sao lại không biết chữ? Không ai cho cháu đi học sao? Mẹ cháu bảo cháu đi học, nhưng cháu không thích đi, cháu thích ở nhà chơi hơn. Vậy cháu đã biết hậu quả chưa? Cháu thấy đấy, nếu cháu đi học thì cháu đã biết chữ, mà biết chữ thì đã không phải ngồi đây khóc vì bị lạc đường thế này. Thôi, cháu cứ ngồi đây nhé, bác đi đây. Bác được đi, bác đưa cháu về nhà với, cháu sợ lắm. Bác ghét nhất là trẻ con ham chơi lười học. Cháu đã thấy không đi học là một thiệt thòi lớn chưa? Đây là bài học dành cho cháu đấy. Nếu hôm nay không gặp bác thì cháu sẽ chết đói ở đây vì không biết đường về đấy. Từ giờ cháu sẽ không ham chơi nữa, cháu sẽ đi học giống các bạn. Cháu biết lỗi vậy là tốt rồi. Nào, bác sẽ đưa cháu về. Cháu cảm ơn bác, cháu hứa sẽ sửa đổi ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.